Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Sau nhập ngũ 2022, tập 6, Hòa Minzy hóa chiến thần bắt cá, độ Missy e dè với anh Tú. Tập 5 sau nhập ngũ 2022 khép lại với hình ảnh cả 8 nhân vật giật mình trước tiếng pháo nổ trong thời gian huấn luyện chiến thuật. Lúc này, Sơn Thạch đã nhanh chóng bảo vệ Cẩm Thơ nhưng cả hai đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau thất bại bước đầu của Sơn Thạch và Cẩm Thơ, đại đội trưởng Huy Hùng rút kinh nghiệm cho cả 8 nhân vật và các chiến sĩ được học các động tác trong chiến thuật. Thêm vào đó, cả 8 nhân vật cũng tận mắt chứng kiến 3 chiến sĩ cũ thuộc đội mẫu thực hiện vận dụng các bài học trong chiến thuật chiến trường. Trong nội dung hội thao chiến thuật, 8 nghệ sĩ trải nghiệm được chia thành 4 tổ, cùng 4 chiến sĩ nam tạo thành một đội, tổ 1, Anh Tú, Minh Tú, tổ 2, Duy Khánh, Cẩm Thơ, tổ 3, Sơn Thạch, Huệ Phương, tổ 4, Nguyễn Hòa, Thanh Độ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cẩm Thơ và Minh Tú đã hy sinh do không cẩn thận chạm phải dãy chờ khiến mìn nổ, vì thế, cả hai phải hy sinh bất đắc dĩ, lặng nhìn đồng đội vượt lên phía trước từ phía xa xăm. Cẩm Thơ chỉ dành đặt trọn niềm tin vào Duy Khánh, vẫn thờ trước sự ra đi đột ngột do bất cẩn của bản thân. Vắng mất Cẩm Thơ, lại là người tâm lý yếu. Duy Khánh được đội trưởng cổ vũ, động viên rất nhiều, cộng thêm quyết tâm cao độ, nam diễn viên vượt qua được nỗi sợ của chính mình, cùng đội trưởng kiên hoàn thành nhiệm vụ, đánh phá tiêu diệt địch. Nếu như buổi sáng, Duy Khánh còn sợ đến mức phải dừng phần kiểm tra bắn súng sớm hơn dự kiến, thì ở buổi chiều, nam diễn viên thực sự có màn bứt phá bất ngờ khiến ai cũng phải trầm trồ. Hy sinh sớm, Minh Tú tự vấn không hiểu tại sao mình lại nổ phía mình. Sau đó nhờ sự hướng dẫn của Puka cô mới hiểu được lý do khiến cho cô phải dừng cuộc chiến quá sớm. Tâm lý gánh nặng của đồng đội, cộng thêm việc không thể đồng hành cùng anh Tú đi hết chặng hành trình khiến cô không ngừng khóc. Minh Tú tự hứa với bản thân sẽ tiếp tục cố gắng và phát huy hơn trong các nhiệm vụ tiếp theo sau đó. Thanh Độ, Nguyễn Hòa, Sơn Thạch, Huệ Phương là hai đội còn đầy đủ thành viên cho đến chặng cuối của nhiệm vụ. Bài học chiến thuật và thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội khiến cho cả 8 nhân vật trải nghiệm vô cùng xúc động, cảm thấy biết ơn thế hệ cha ông đi trước và tự dặn lòng sống tốt, sống có ý nghĩa, luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống cống hiến với đất nước. Giờ giải lao thao trường là khoảnh khắc đáng mong chờ nhất trong mỗi buổi huấn luyện, bởi đây chính là thời gian hiếm hoi đại đội trưởng và trung đội trưởng nở nụ cười và giãn cơ mặt hơn nhiều chút, không khí không còn quá mức căng thẳng như khi huấn luyện. Trong buổi giải lao này, ban nhạc Lộm Cộm do Cẩm Thơ làm ca sĩ chính đã chính thức ra mắt. Anh Tú tiếp tục khiến mọi người đắm chìm khi mang bài hát của cô hàng xóm đến với quân ngũ. Trung đội trưởng cũng hào hứng đề xuất Huệ Phương thể hiện giọng hát trong vai của mình. Người đã khiến tim em rung động và thưởng thức đêm ngày nhớ mong. Chỉ muốn ôm anh trong lòng, dù xa chân không và làm kín anh trong căn phòng. Chẳng là giấc mơ nơi thiên đường, chẳng thể với tay chạm tay đưa. Vì biết em không như là bỏ tiêu xa để được sống đỡ anh bên là. Oh my god. Ngày từng ngày em cứ bước theo người, giờ từng giờ em cứ dõi theo người. Đợi một lần em sẽ bắt anh về, để anh không rời xa. Yêu em thôi, yêu em thôi, yêu em thôi nhé. Baby tin em thôi, tin em thôi, tin em thôi nhé. Trên thế gian này duy nhất em này, người đừng cầu mong ai kia thấy em có được anh, chẳng thoát tay em đâu mà. Không khiến người hâm mộ thất vọng, Huệ Phương thực sự đã thôi miên tất cả mọi người. Chiều tối ngày thứ hai, team nữ nhận nhiệm vụ tăng ra đi bắt cá, trong khi đó team nam thực hiện nhiệm vụ bơi đêm. Đội nữ được chia thành hai tổ, trong đó Minh Tú và Huệ Phương tạo thành đội bàn tay vàng trong làng bắt cá do Minh Tú làm đội trưởng, còn Hòa Minzy và Cẩm Thơ thành đội cá chim do đồng chí Uyên làm đội trưởng. Hai đội thi đấu với nhau để bắt cá chim trong khu vực ao tăng gia của đơn vị. Trung đội trưởng Quang Khải là trọng tài trong lần thi đấu này. Trong lúc Huệ Phương và Minh Tú mải mê bắt cá, Hòa Minzy lén lút lấn sân đội bạn. Tuy nhiên, thứ mà cô mang về lại là một con cá chép chứ không phải cá chim như quy định. Động tác bắt cá chuẩn chỉnh, tư thế quyết chiến với tất cả cá chim trong ao, thế nhưng chiến thần gọi tên Hòa Minzy cuối cùng lại chỉ dành cả thanh xuân để bắt duy nhất một chú cá. Đội bàn tay vàng trong làng bắt cá, nhờ chiến thuật chậm mà chắc của đội trưởng Minh Tú, cả đội như những cô tấm, chăm chỉ, kiên trì tìm kiếm cá chim. Tuy nhiên, sau cùng, kết quả lại nghiêng về đội cá chim bắt được số cá nhiều hơn hẳn đội của Minh Tú. Dù vậy, Minh Tú và Huệ Phương vẫn quyết định thắng thì thắng nhưng không phục bởi sự dùng thủ thuật lộ liễu của đội bạn. Vừa rồi đội 2
Cao Chí là đội bàn tay vàng trong làng bắt cá. Mặc dù rất nỗ lực thì kết quả cũng rất rõ ràng. Nhưng hai Cao Chí về thứ hai. Nhưng mà đội một là người chiến thắng của chiều ngày hôm nay. Tôi không phục ạ. Nhưng mà thôi, thắng thì thắng nhưng không phục ạ. Thôi thì thắng thôi thì cùng nhau ăn cả. Vui là vui mình vui quá. Vui là vui chung mình. Ở team Nam, Sơn Thạch gặp phải vấn đề khó khăn với nhiệm vụ bơi đêm. Anh cho biết bản thân là người sợ bóng đêm, sợ nước lạnh, sợ lạ nước do da nhạy cảm nên từ bé đến lớn anh chưa từng học bơi. Với ba người còn lại, Duy Khánh tự tin với khả năng học bơi từ lớp 4 của mình nhưng lại có phần e dè và khủng hoảng đôi chút bởi phải bơi trong đêm dưới nhiệt độ cực lạnh. Anh Tú khiến độ Missy phải e dè vì có thể bơi đến 100m, trong khi Nam Sở Chim Mơ chỉ từng bơi 4 đến 50m mà thôi. Bốn nhân vật Nam chia thành hai đội, anh Tú, Duy Khánh, Văn Cương và Sơn Thạch, độ Missy, Ánh Dương cùng thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, cả đội được chứng kiến đại đội trưởng đích thân bơi mẫu, cổ vũ tinh thần chiến sĩ. Sơn Thạch bày tỏ lòng ngưỡng mộ với đại đội trưởng, tinh thần của nam ca sĩ được nâng cao hơn để có thể cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ khó nhằn, cố gắng vượt qua ranh giới của chính bản thân mình. Tập 6 khép lại tiếng hét thất thanh khi cả hai đội bơi khi tới giữa sông, không biết có bất trắc gì xảy ra với đội nam trong nhiệm vụ này. Đón xem sao Nhập Ngũ 2022 phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần, 12 giờ trên Quốc phòng Việt Nam, 13 giờ trên TV360, 20 giờ trên truyền hình SCTV6. Mocha và 20:30 trên YouTube chính thức của chương trình bắt đầu từ ngày 5 tháng 3. Báo cáo chỉ đại trưởng, chúng tôi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng vượt sông. Hết. Xuất phát. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới.